Ngày xưa thì ok đây rồi. Ngày xưa thì chị rất là ít khi nghĩ xem là 1, 2, 3 năm sau hoặc là 4, 5 năm sau mình sẽ như thế nào ấy. Bởi vì bản chất là mình cảm thấy là rất là khó nghĩ. Thường thường mình không nghĩ được xa như thế. Đến bây giờ mình còn chẳng nghĩ là mình như thế nào nghĩa là xa ấy. Nhưng mà đợi hôm nào là có dịp mình sẽ nói về cái việc là chúng ta có nên nghĩ về một cái bản thân xa 5, 10 năm nữa hay không nhá. Còn hôm nay mình sẽ có một số cái mà mình sẽ sử dụng phân tích trong cái bài mà đọc này. À, quay trở lại ôn bài tập cũ, quay trở lại cái việc là hôm trước mình có cái phần ngữ pháp là verb te kimasu hoặc là verb te ikimasu. Cái te này nó có thể chuyển thành d gì đó đúng không? Thì mình cũng đã gửi cho các bạn cái video, cả nhà đã xem hết chưa? Ở đây các bạn đã xem hết chưa? Đâu nhỉ? Em xem rồi chứ ạ. Ok, xem rồi đúng không? Thì là ở đây nó có cái nốt ở đây, mọi người nhìn cái này mọi người chắc là hiểu cái ý đồ của chị rồi đúng không? Cái này là cái accento ấy. Thì Hai, onegai itashimasu. Cái 3 cái mê desu node koshi narete kimashita ka ne? Đấy thì narete kimashita ne, đúng không? Narete kimashita ne. Đúng không? Narete, narete thì mọi người nhớ là narete kimashita ne. Đấy. Ở đây tiếp cái từ là kakukoto wa narete kimashita ka, đúng không? で、作文はもう書き慣れてきましたか？え、書き慣れてきましたか？ở đây nó cái động từ mà nare mat này này, nó hay dùng với cái trường hợp là ghép hai từ với nhau này này. Ví dụ như là kaki narete kimashita ka là bạn đã quen với cái việc viết chưa này, hoặc là bạn đã quen với lại cái gì đó chưa đúng không? Có cái ví dụ nào đúng không nhỉ? Bạn đã quen với cái gì đó chưa thì nó sẽ là verb mas cộng với lại hai cái động từ nó ghép với nhau như này này thì người ta cũng hay dùng. Còn cái từ các cự ở đây người ta cũng là cái dạng các cự đấy, các cự của tổ ạ. Mọi người có nghe được cái video của cái âm thanh của cái video không? Được ạ. Ok đấy, thì là các cự của tổ ạ. Narete kimashita ka, đúng không? Narete kimashita ka. Đấy, narete kimashita ka. Thì mọi người về thử shadowing lại bốn cái câu này nhá. Nó cũng ngắn ngắn thôi. Thì mình cứ tập từng chút một và để ý cái accento thì dần dần mình sẽ nói được tốt hơn ấy. Cũng chia sẻ với mọi người là chị học hội thoại, kiểu là ngày xưa chị chẳng bao giờ nghĩ là chị sẽ học hội thoại đâu, nhưng mà cách đây khoảng tầm 1 năm là chị cũng học hội thoại. Và đợt này thì cũng được khen là cái accento của mình nó cũng tốt hơn. Đấy thì chị sẽ trong cái quá trình mà mình học như thế này thì chị sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của chị xem là mình tốt hơn ở cái điểm nào và tại sao mình lại tốt hơn ấy. Thì mình sẽ để ý vào các cái accento như thế, những cái nhỏ thế và những cái từ mà mình hay dùng ấy thì mình nghe dần, mình quen dần thì khi mà mình nói chuyện với lại những người Nhật ấy thì mình sẽ để ý xem là người ta nhấn vào đâu, người ta cao ở chỗ nào, người ta thấp ở cái chỗ nào. Thì mình sẽ dần dần mình bắt chước được. Nếu như mà bạn nào mà đang làm ở trong môi trường của Nhật ấy thì chị có một cái kinh nghiệm đó là chị cứ nghe người ta nói, sau đó là chị sẽ vừa nghe xong là chị vừa xem xem là người ta nhấn ở đâu, người ta nhá ở đâu, ngoài cái việc là mình bắt chước được lại nhá. Có nghĩa là khi mà người ta nói một cái câu A thì mình sẽ trả lời lại và mình bắt chước lại cái câu mà người ta dùng thì là việc đầu tiên rồi. Việc thứ hai nữa là mình cố gắng mình để ý xem là người ta đang nói và người ta nhấn vào đâu, người ta đang để cái trọng tâm vào cái chữ nào, vào cái chỗ nào thì mình cứ bắt chước dần và dần dần mình sẽ thấy rằng là mình quen, khi mà mình quen được với cái accento rồi thì mình nghe nó cũng dễ hơn này, rồi mình bắt chước nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình đã ôn lại được cái ngữ pháp ngày hôm trước là bạn đã quen với cái gì đó chưa, thể hiện một cái quá trình từ quá khứ cho tới hiện tại đúng không, miêu tả là ở đây là đã lần thứ ba rồi đúng không, thì bây giờ là từ lần thứ nhất cho đến bây giờ thì là bạn đã quen chưa, miêu tả một cái quá trình, một cái sự thay đổi khi mà mình nói về cái verb te kimasu hoặc là verb te ikimasu. Thì đến đây mọi người có câu hỏi gì không? Mấy hôm trước là cứ nói nhưng mà quên không cho mọi người hỏi. Thì trong cái lúc mà chị nói này, mọi người mà muốn hỏi gì thì cứ ới luôn nhá, nói bật mic lên ới luôn nhá, thì là
sẽ hỏi được luôn trong cái lúc đấy luôn. Đấy là cái nội dung của bài hôm trước. Còn một cái video nữa mà chị chia sẻ ngày hôm trước thì chị sẽ để đến cuối cái buổi ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp lại và mình sẽ nghe lại cái video mà thấy nhất ấy. Nhất bảo là em có một số từ mà em không nghe được đấy đúng không? Thì mấy cái từ không nghe được đấy cũng là một số từ rất là hay luôn. Cái video đấy thì chị cũng đã cho Việt Sắp, khỏi Việt Sắp mà là Japanese Sắp. Chị có vừa có đánh lại cái phần phiên âm của nó ở trên YouTube ấy. Các bạn chỉ cần bật vào cái phần phụ đề ấy, là các bạn sẽ xem lại được cái phần phụ đề mà chị vừa làm. Nó là cái phần phụ đề chị đã chỉnh sửa theo cái nội dung target của YouTube. Thì mọi người muốn xem lại thì mọi người sẽ xem lại cái video đấy nhá. Còn đến cái đoạn cuối mình sẽ quay trở lại cái video đấy sau. Đến buổi cuối mình, đoạn cuối mình sẽ quay trở lại sau. Bây giờ mình đi tiếp nhá. Đến cái bài ngày hôm nay. Thì bây giờ lại hỏi này. Bây giờ lại tiếp tục mấy cái câu hỏi giống hôm trước thôi. Là bạn thích nhất cái ý nào trong bài, chúng mình đã đọc trước ở nhà chưa đã nào? Chúng mình đã đọc trước ở nhà chưa? Bạn cảm thấy rằng là mình thích cái câu nào nhất, hoặc là mình thích cái ý nào nhất, hoặc là mình thích cái nội dung nào nhất trong cái bài này, hoặc nếu mà không thích thì bài em không có ấn tượng gì. Đấy. Còn nếu mà thích thì bảo là em thích cái đấy, còn nếu mà không ấn tượng gì thì là mình lại đi tiếp nhá. Nhưng có ai có ý kiến gì không? Phải nói ra nó mới vui, nhưng mà một mình chị buồn ngủ lắm. Hôm nay chị lại không được ngủ trưa nữa nên là không nói là buồn ngủ lắm đây này. Có ai nói gì không? Ai thích câu nào không nhỉ? Hoặc là có cái từ nào? Hoặc là mình nhận ra cái điều gì mà mình nghĩ là mình thích trong cái bài này không? Em thì là em sẽ thích nhất cái câu á. Tamashi no maintenance no tame ni shiteki na cái gì nhỉ? CG wa taisetsu da. Em thích nhất câu đấy. Quay trở lại là cái muốn hiểu được cái câu này thì nó chính là cái cuốn Grape Fruit này. Cái cuốn sách này là một cái cuốn sách bạn nào có thể lên Google search ở trên YouTube ấy. Có một số những người ta đọc lại cái cuốn sách này thì nó chỉ đơn giản là một cái cuốn sách mà nó mỗi một trang ấy nó chỉ có một câu thôi. Ví dụ như là hãy ngắm trời đất đi, có là giống như kiểu mình hôm nay mình không biết làm gì đúng không, mình mở cái cuốn sách đấy ra mình sẽ là hãy thở đi, hãy sáng tạo đi, hoặc là hãy gì đó đi. Chị thì chị cũng chưa mua cuốn này tại vì nó không có cái cuốn, nó không có cái bản ebook, nó chỉ có bản giấy thôi, nhưng mà chưa nhờ được ai mua mang từ Nhật về nên là chị cũng chỉ nghe qua thôi. Thì ở đây này, cái đoạn này nó là gì? Maintenance sự ấy. Maintenance sự là kiểu gì? Nghĩa nó là gì ta? Bình thường nó là bảo trì, bảo dưỡng. Bảo trì, bảo dưỡng. Nếu như trong trường hợp mà nó sẽ có là bảo trì, bảo dưỡng hệ thống này, hoặc là bảo trì, bảo dưỡng căn nhà của mình này, hoặc là bảo trì, bảo dưỡng cái xe máy của mình, cái xe đạp của mình, thì nó đều dùng là maintenance sự. Còn đây là tamashi là cái tâm hồn đúng không? Thì nó chính là nuôi dưỡng hoặc là bảo dưỡng cái tâm hồn của mình, giúp cho cái tâm hồn của mình nó được refresh trở lại đúng không? Thì ở đây chị đang dịch nó là nuôi dưỡng. Thì là gì? Để mà nuôi dưỡng cái tâm hồn đấy thì là những cái chỉ dẫn về, nó khá là thơ như thế. Nó rất là quan trọng. Thì tại sao em thích câu này ta? Hả nhất. Tại bình thường lúc nào mà em không vui hoặc buồn, em thích đọc thơ. À thế ạ, em thích đọc thơ. cái bà này này, cái bà này, cái cuốn sách này được viết cách đây rất là lâu rồi. Chị thấy là khoảng phải đến 20 năm rồi đấy. Hơn 20 năm rồi. Và cái bà này là bà Ono Yoko Sang này này. Là bà rất là nổi tiếng luôn. Bà ấy nổi tiếng trong cái ngành vẽ của bà ấy. Nhưng mà bà ấy có cái cuốn rất là nhiều cuốn sách mà gọi là đi vào lòng người đấy. Thì cái cuốn này là cái cuốn mà chị thấy hôm nào chị sẽ mua để thỉnh thoảng kiểu mình không biết làm gì, hoặc là mình muốn có những cái gợi ý thì là người ta sẽ bảo là, nhưng mà nó, chị thấy những cái cuốn này nó như kiểu thiên về kiểu mình suy ngẫm và mình tự ngẫm nghĩ cho cái cuộc đời của mình ấy. Thì cái Shiteki này nó chính là những cái chỉ dẫn, những cái mà mang tính chất rất là thơ mộng này, hãy ngắm trời đất đi này, nó có một cái câu là gì, hãy ngắm những cái đám mây ở trên trời đi, chị nhớ có một cái câu như thế. Đấy thì là
nhiều khi mình có biết ngắm hay không ấy. Chị thấy là nhiều khi chúng ta không biết ngắm ấy, đúng không? Chúng ta nghĩ ngắm là chán ấy. Hôm nào mình lại nói tiếp về cái vấn đề đấy nhá. Rồi, đây có bạn nào thích cái câu nào nữa không? Ở đây thôi thì mình sẽ dịch qua một chút nhé, mình sẽ dịch qua một chút, sau đó là chị sẽ chia sẻ cái câu mà chị thích. Ở đây này, yono gì? Ono yoko sang no me chỗ ở đây là mê, cái từ mê này này là gì các bạn? Mê này nó sẽ đi ghép với một danh từ khác thì nó sẽ thành là nổi tiếng, ví dụ như là mê chỗ thì là một cái địa điểm nổi tiếng. Ở đây mê mê chỗ là cái tác giả nổi tiếng, hoặc là Mezin là người nổi tiếng này, hoặc là cứ có cái từ mê này này thì nó có rất là nhiều từ nó ghép với nhau thì nó có nghĩa là nổi tiếng, đúng không? Grapefruit wa kotoba niyoru suteki geijutsu de iroro na shiji ga kakarete ite sono shiji ni shitagatte shibaraku kokoro o habatakasete miruto jiyu ninattari kizuki ga attari yawarakaku nattari suru. Ở đây mình bắt gặp cái ngữ pháp ngày hôm trước mình vừa học là gì đấy? Habatakasete miru là thể gì nhỉ? Đây là thể gì các bạn? Habatakasete gì? Sai khiến chị nhỉ? Đúng rồi, thể sai khiến là gì? Thầy sai khiến thì mình sẽ dịch là gì? Khiến cho hoặc là làm cho, đúng không? Ở đây là verb têm ý đự là gì? Hãy thử làm cho cái gì? Tim Đúng rồi, làm cho trái tim được cất cánh, đúng không? Cái từ này nó là cái từ trong từ cái cánh, đúng không? Nhưng mà đây chị đang dịch là làm cho trái tim mình bay bổng, hay nói nôm na đó là làm cho cái trái tim của mình nó được bay lên, nó được thơ mộng lên, nó được cất cánh lên. Shibaraku là gì? Trong một khoảng thời gian hay còn gọi là trong một chốc lát gì đấy, đúng không? Tiếp ở đây là hôm trước mình học này, thể gì đấy? Kakarete ite, thể gì đấy hôm trước mình học đấy? Trả lời đi các bạn, thể gì hôm trước mình học? Thể gì đấy? Đâu rồi? Phải thể bị động mà. Đúng rồi, thể bị động. Sao mà ngật ngừ thế nhỉ? Thể bị động chính xác rồi. Thì ở đây mình sẽ thấy là cái grapefruit sự này là danh từ chỉ tên của cuốn sách, và cái từ ca cự này là hành động của con người, đúng không? Nên là cái cuốn sách này được viết, đúng không? Đấy, thì cái cuốn sách đấy được viết cái kotoba niyoru ở đây nó lại càng là câu động từ nữa này, được viết bằng những cái gì đó, đúng không? Có là những cái chỉ dẫn khác nhau này, mang tính chất rất là thơ này, mang tính chất rất là nghệ thuật, bằng 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 kotoba này, đúng không? Nó thể hiện bằng các cái ngôn từ đấy, đúng không? Thì cái cuốn sách nổi tiếng của cái ông này có viết, đúng không? Có viết rất là nhiều các cái chỉ dẫn khác nhau. Ok, trong đó có rất là nhiều những cái như kiểu những cái chỉ dẫn rất là thơ mà nó liên quan tới kiểu kotoba niyoru, là kiểu chơi chơi chữ ấy, đúng không? Đấy, kakarete ite. Rồi, sono shiji ni shitagatte là gì? Shibaraku làm sao? Nếu mà bạn nào dịch đi nào. Khi Khi mà là thử làm theo cái những cái hướng dẫn đó và thử khi mà thử cho trái tim mình kích cánh tạm thời khi mà theo những cái chỉ dẫn đấy ạ, làm theo những cái chỉ dẫn đấy. đúng rồi, cái từ shibaraku này nó là miêu tả một khoảng thời gian nhé, một khoảng thời gian. Thì ở đây chị đang dịch nó là một thời gian, có là cái từ shibaraku này nó cũng không phải ngắn, không phải dài. Cái từ shibaraku này mang tính chất rất là cảm tính, có thể trong cái câu đấy nó chỉ là tầm một vài phút, nhưng mà cũng sẽ có trường hợp nó là một vài tháng, hoặc cũng có thể là một vài ngày. Đấy, thì cái từ này nó tùy vào văn cảnh thôi. Thì trong cái trường hợp này thì chị đang hiểu là bay bổng một cái khoảng thời gian, có nghĩa là trong vòng 1-2 tuần hoặc là 1-2 tháng gì đấy, chứ không phải là một chốc lát trong cái kiểu là 1-2 ngày hoặc là 1-2 giờ. Tại vì là mình sẽ theo cái cuốn sách đấy, mình thực hiện theo nó, đúng không? Mình để cho trái tim của mình được cất cánh một thời gian,
đi theo những cái chỉ dẫn ở trong cái cuốn sách đó. Thì khi mà bạn thử như vậy thì làm sao? Ở đây nó có cấu trúc verb ta đi và verb ta đi suru. Là khi mà mình thử như thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ cảm thấy tự do Đúng hoặc rồi, tự là tự do. nhiên nhận ra được cái gì đấy Đúng hoặc rồi. là cảm thấy mềm mỏng hơn. Đúng rồi, yawa là các cự đúng không? Kiểu trở nên mềm mại hơn, mềm mỏng hơn, trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì cái từ yawa là các cự này nó có nghĩa mà nó vừa có nghĩa là mang tính chất tinh thần, chị nghĩ trong cái trường hợp này nó mang tính chất tinh thần nhiều hơn. Tại vì cái bài cái quyển sách này nó lên thiên về kiểu tâm hồn mà. Nên cái từ này nó có nghĩa là kiểu mang tính chất là như kiểu là mình trở nên nhẹ nhàng hơn, mình trở nên gọi là mềm dẻo hơn đấy. Đấy, rồi Kizuki ga Atari là mình sẽ có những cái Kizuki. Kizuki là những cái điều mà mình kiểu nhận thấy, đúng không? Mình nhận ra được cái điều gì đó. Đấy, mình có những cái phát hiện gì đó trong cái cuộc sống của mình. Đấy, vì mình trở nên tự do nó kia. Tiếp thì làm sao? Câu này vừa dịch này, đúng không? Để mà có thể nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình thì những cái chỉ dẫn thơ này khá là quan trọng nhá. Thì đây là câu tính từ rồi đúng không? Sau đó đây nó có cái từ ta tôi bạn, đến cái đoạn này thì là tất cả cái đoạn này nó là cái đoạn ví dụ này, nó đều sử dụng một cái ngữ pháp duy nhất. Đó là đô đà đồ này hoặc là gì đấy thì tí nữa mình sẽ phân tích ở phía đằng sau nhưng mình dịch qua này. Jibun kara ichiban toku ni aru mono wo omotte mita đô đà đồ. Đúng không? Là nếu làm sao? Chúng mình cùng dịch nhá. Nếu 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 mà ví dụ là bạn hãy thử tưởng tượng, hãy tưởng tượng đến một cái vật nào đấy mà có trong tương lai, trong cái tương lai xa, tương lai gần với tương lai xa nhất, tương lai xa nhất của bạn thì sẽ như thế nào? Ở đây nó có cái từ mono thì theo em cái từ mono này nó thay thế cho cái gì? Em thì em nghĩ cái mono này kiểu nó sẽ hơi trừu tượng, tức là sẽ có bao gồm luôn chẳng hạn như là một cái vật gì đó hoặc là cái tương trong cái tương lai đấy của mình thì mình ý là một cái vật này hoặc là một cái sự nghiệp trong tương lai của mình hay là một cái vấn đề gì đó mà nó mang tính chất hơi trừu tượng nha, nó nhiều ấy, ý là một cái gì đấy trong tương lai của bạn, em nghĩ là như Ok, thì thực ra cái từ mono này nó cũng có thể thay thế được cho cái ở đây thì chị cũng dịch giống như em, đó là về một cái thứ gì đó mang tính chất trừu tượng đúng không? Nhưng mà nếu mà xét về câu chữ ở đây mình cũng có thể thấy là nó có thể thay thế cho cái di bưng này, nhưng mà di bưng này theo cái kiểu nghĩa rộng hơn đúng không? Thì là nếu mà bạn hãy thử suy nghĩ về một cái bản thân đúng không? Một cái bản thân mà nó khác xa, một cái bản thân mà nó khác xa so với bản thân của mình hiện tại thì sẽ như thế nào. Cái lúc mà chị dịch ở đây thì là tưởng tượng về một thứ gì đó trong tương à đâu đúng rồi, chị đang dịch đó là một thứ gì đó trong tương lai xa nhất, nhưng mà mình cũng có thể hiểu cái mono này thay thế luôn cho cái di bưng ở cái mức độ nó bao quát hơn, thì là hãy tưởng tượng về một bản thân đúng không, một cái bản thân mà nó khác xa so với bản thân mình hiện tại này, thì đô đà rồ ấy. Đô đà rồ ở đây nó miêu tả trong cái trường hợp là bạn thì sao đúng không, bạn bạn thấy thế thế nào đúng không? Đưa ra cái gợi ý, đưa ra cái gợi ý để cho người đọc hoặc là người nghe người 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 ta biết được là mình đang hỏi và kêu gọi cái sự đồng tình hoặc là kêu gọi cái câu trả lời của đối phương. Thì tí nữa mình cũng sẽ có ví dụ cho cái đô đà đồ này. Tiếp nào, Kono ichiban toku to iu no wa butsuri teki na mono kamo shirenai shi nhìn ghen ca mộ sĩ này si Ariwa si cô ca mộ sĩ này. Vậy ở đây mình lại bắt gặp si si trong cái buổi đầu tiên phân tích câu mà mình tổ chức offline ấy, là cũng đã bắt gặp cái si si này rồi đúng không? Vậy là câu này nghĩa là gì nhỉ? Tối ưu nổ á là định nghĩa này. Kono ichiban toku tối ưu nổ á là định nghĩa cho cái ở trên này đúng không? Dịch như các bạn. cái điều mà cái mà xa nhất ở đây ấy, thì có thể là một cái vật nào đấy mang tính chất vật lý nhưng mà cũng có thể là bản thân bạn hoặc cũng có thể là một cái gì đấy mà bạn thích.
Cái điều mà bạn thích cũng có thể là điều bạn thích, có thể là về con người của bạn nhé. Cái từ Ningen ở đây nó là chính là con người của bạn ấy, đúng không? Có thể là cái thứ xa vời vợi ở đây, Ichiban Toku ở đây thì nó có thể là con người bạn này, có thể là Ningen con người này, có thể là những cái thứ mang tính chất vật lý như là quần áo, rồi giày dép hoặc là gì? Căn nhà, đúng không? Có thể là căn nhà, có thể là sự nghiệp, là những cái mang tính chất vật lý. Ningen ở đây có thể là bạn trở thành một con người như thế nào chẳng hạn, hoặc là cái Shiko là cái thứ mà bạn thích thì sau này nó sẽ ra sao, thì là cái Toku tối ưu nó á, người ta định nghĩa ở đây là những cái thứ tưởng tượng về một cái điều xa xôi đấy, nó là cái ABCD. Thì ở đây cái CC ở đây nó là gì? Có thể là A, cũng có thể là B và cũng có thể là D, đúng không? Fudan Tokyo ni kuraste iru keredomo, tatoeba アイスランドに住んでいたらどういう感じだろうか。Rồi, Fudan ở đây là một từ rất là hay gặp này. Cái từ Fudan này nếu như mà để nói với một từ tiếng Nhật tương đương thì các bạn sẽ nghĩ đến cái từ nào đồng nghĩa với cái từ Fudan trong tiếng Nhật? Gì? Phật Futsu. Ngoài Futsu ra, nhưng mà trong từ này chính ý Futsu thì không phải đâu. Fudan thì là nó bằng với lại, nghĩa của nó là bình thường, nhưng mà bình thường ở đây mình phải hiểu cái nghĩa tiếng Nhật ở trong từ điển của nó ấy. Cái từ này trong từ điển nó định nghĩa nó bằng mainichi. Mainichi hoặc là có là bình thường ở đây có là hàng ngày ấy. Hàng ngày. Có nghĩa là bình thường ở đây có nghĩa là gì? Có là hàng ngày bạn vẫn đang hoạt động như thế nào ấy, đúng không? Fudan Tokyo ni kuraste iru keredomo, có là hàng ngày bạn đang sống ở Tokyo hay là hiện tại bạn vẫn đang sống ở Tokyo. Nhưng mà bây giờ bạn thử bạn nghĩ xem là bạn sống ở cái đất nước Iceland thì sẽ như thế nào, đúng không? Giả dụ bây giờ bạn đang ở Việt Nam đi chẳng hạn. Nhưng mà bạn nghĩ xem là bạn trong tương lai 10 năm nữa chẳng hạn bạn sẽ định cư ở Nhật thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Hoặc là bây giờ bạn đang ở Nhật nhưng mà bạn hãy nghĩ rằng là 5 năm tới khi mà mình quay trở lại Việt Nam thì là mình sống ở Việt Nam thì mình sẽ như thế nào, có là mình tưởng tượng về những cái hình ảnh trong tương lai của mình như vậy ấy. Đấy thì ý cái câu này là như thế, đúng không? Bình thường bạn đang sống ở Tokyo nhưng bây giờ bạn nghĩ là bạn sẽ sống ở Iceland. Iceland này có thể là một cái đất nước mà mình yêu thích, một cái nơi mà mình yêu thích hoặc là cái nơi mà mình sẽ sống trong tương lai. Thì đô đà đổ, đúng không? Kanji đà đổ, đô đà đổ. Rồi tiếp là ara arabu no o samara tara donna kanji đà đổ, là nếu như mà bạn a datara đây nó chính là câu danh từ này, đúng không? Thì ở đây cái chủ ngữ của mình nó ẩn đi đó là gì? Là bạn, đúng không? Vẫn là bạn, thì mình sẽ thêm cái câu tiếng Việt của mình, nó là nếu bạn là datara, nếu bạn là ông vua của Ả Rập thì bạn sẽ có cái cảm giác như thế nào, đúng không? Bây giờ giả dụ như là bây giờ này đang có vụ phong bạt, đúng không? Bây giờ bạn giả dụ đi bạn là cái thằng bị phong bạt đấy, đúng không? Thì bạn sẽ có cái cảm giác như thế nào, đúng không? Để mà mình liệu mình có phong bạt hay không đấy, giả dụ thế, đúng không? Đấy thì là có những cái tưởng tượng như vậy. Tiếp đến nào, và Putin đại tổng lý no musume dattara, đúng không? Musume ga iru ka wakaranai keredomo, có là gì? Không biết là cái ông này, ông Putin này, ông ấy có musume hay không? Không biết là ông ấy có musume hay không, đúng không? Nhưng mà mình thử tưởng tượng xem là nếu mình là musume của cái ông Daitolio đấy thì là oto sáng no koto do kanji được đà, thì mình sẽ cảm nhận như thế nào về ông bố của mình, là về cái ông Putin đấy, đúng không? Tiếp này, London London ni iru rozo se katsu saratara au ridatsu o do kangai được đà rồ. Cái bài này ông ấy viết từ cái hồi mà cái Brexit ấy, là cái Anh mà ra khỏi châu Âu ấy, bài này khá là lâu rồi, nên là mà ông ấy viết từ cái đợt mà vận đấy vụ đấy vẫn còn là cái đợt mà chưa chưa ra hẳn đấy. Thì là ông ấy đưa ra một cái ví dụ là nếu mà bây giờ Rô Rô Xê Cát Xạ là cái người sống ở trên trên đường phố ấy, đấy, những cái người vô gia cư hoặc là sống ở trên đường phố, cái từ Rô Rô ở đây là trên trên đường phố. Nếu mà bạn là người mà sống ở trên đường phố ở London thì là bạn sẽ nghĩ như thế nào về cái việc là
nước Anh ra khỏi châu Âu, hay còn gọi là vụ Brexit đấy. Ok, thì ở đây mình sẽ thấy là đà rồ này, đô đà rồ này, kanji đà rồ cả này, kanji đà rồ này, đấy, kangai được đà rồ. Thì tất cả các cái ngữ pháp này mình sẽ quy nó vào một mối, đó là đà rồ. Tí nữa mình sẽ để phân tích cụ thể cái ngữ pháp này. Rồi, hito wa sore o sozo ryoku da tuyu kamo serenai kereromo tonikaku jibun kara ichiban toi mono o sozo shite miru. Rồi, ai dịch cho chị câu này nào? Ngoài bạn Lan ra, các bạn nào thử dịch đi, thử nói đi thì nó mới vào được đầu chứ nhỉ? Rồi, các bạn nào thử dịch câu này không? Mình cùng phân tích này, sore, sore là cái gì hả các bạn? Sore trong câu này là gì? Sore này là phải quay trở lại câu trước đúng không? Vậy sore ở đây theo các bạn là cái gì nào? Là mấy cái ví dụ được đưa ra trong bài ạ. Ok, là tất cả các cái ví dụ này nhá các bạn, chứ không phải chỉ đọc cái ví dụ là rozose các chữ xạ này đâu, mà nó cả cái ví dụ trên này, daito leonomusume này, rồi Tokyo ni kuraste được đấy, thì tất cả các cái ví dụ đấy trong đây đều là sore đúng không? Nếu mà bản chất ra, nếu mà đúng ngữ pháp ấy thì chính nghĩ nó phải là sore ra, à đúng rồi, sorare thì tự nhiên quên số nhiều là gì nhỉ? Sorare, sorera nhỉ? Sorera. Ừ, sorera. Đúng không? Thì là sorera là cái số nhiều. Đấy. Nhưng mà chắc là ông này ông cũng viết theo cái kiểu nhật ký của ông ấy thôi. Cái ông này là cái ông Kenmogi này. Bạn nào có thể search cái đây này, nó có ở bên Nhật nó có một cái trang giống như kiểu 360 blog của mình ấy, nó là một cái trang là trang nốt này này. Mọi người ở trên đấy người ta sẽ tạo tài khoản và người ta viết rất là nhiều các cái bài viết của bản thân ở trên đấy. Thì cái ông Kenmogi này là cái ông mà viết ra cái cuốn Ikigai ấy. Ở Việt Nam mình có cuốn Ikigai của cái ông này này, tên là Kenmogi. Ở Việt Nam mình có rất là nhiều cuốn Ikigai nhá, chị thấy có 2-3 cuốn Ikigai cơ, nhưng mà cái cuốn mà Ikigai của cái ông Kenmogi này là chị thấy hay nhất này. Còn đâu nó có mấy cuốn của mấy cái ông khác nữa. Đấy, thì cái ông này ông ấy là một người rất là lập dị, có thể nói là lập dị. Ông ấy bây giờ ông ấy cũng làm cả YouTube nữa, nhưng mà xem YouTube của ông ấy hơi khó vào một tí, bởi vì là ông ấy nói ra những cái mà nó kiểu, ông ấy là một người chuyên nghiên cứu về não bộ và thần kinh, nên là ông ấy sẽ rất là kiểu triết học, và nên là những cái bài viết của ông, những cái video của ông ấy thì chị không nghe được, nhưng mà có một đoạn thời gian là chị rất là thích đọc những cái bài ở trên cái trang nốt này của ông ấy. Thì ông ấy toàn nói về những cái như kiểu mang tính chất triết học, hoặc là mang tính chất kiểu kiểu suy nghĩ rồi ngẫm nghĩ, kiểu đấy, các kiểu giống như kiểu những các cái bài như thế này này. Đấy, thì đọc những cái bài của ông ấy thì ngày xưa chị rất thấy rất là đồng cảm luôn. Đấy, thì các bạn có thể lên trên cái trang nốt này này, tìm cái ông này là sẽ thấy rất là nhiều các cái bài của ông ấy. Dạo này thì ông ấy không viết nữa rồi, ông ấy chỉ làm video ở trên YouTube thôi. Nhưng mà ngày xưa ông ấy hay viết lắm, cứ một ngày, mỗi một ngày ông ấy viết một bài. Và mỗi một bài nó chỉ ngắn như thế này thôi. Đấy, thì đợt đấy chị thích rất nhiều các cái chủ đề mà ông ấy viết luôn. Đấy, thì bạn nào mà thích giống kiểu triết học kiểu như chị là chắc là cũng sẽ thích cái ông này. Đấy, mọi người có thể thử tham khảo nhé. Thì ở đây là gì? Hito wa sore o sozo ryoku. Sore ở đây là những cái điều đó đúng không? Những cái ví dụ đó. Sozo ryoku da tuyu kamo serenai kereromo. Có là gì? Con người thì là có thể nói tối ưu đúng không? Có thể con người sẽ nói rằng những cái điều, những cái đấy là những cái ví dụ đấy, nó là cái sozo ryoku, là cái sự sáng tạo gì? Sự tưởng tượng đúng không? Tonikaku jibun, tonikaku, à cái từ tonikaku này cũng rất hay dùng. Bạn nào biết cái từ tonikaku này dùng trong trường hợp nào? Bạn nào biết không? Ai có biết không? Trước mắt thì là kiểu tạm thời, thì trước mắt thì bạn cứ thử. Trước mắt thì bạn cứ thử, nhưng mà nó sẽ dùng trong trường hợp nào? Những câu là nó có một cái văn cảnh mà em sẽ nghĩ là dùng khi nào thì dùng cái tonikaku này. Có là gì, kiểu ý nó là kiểu không bận tâm đến những cái, dụ như là sẽ có người nói A, có người nói B, có người nói C, hoặc là trong một cái buổi họp đấy
người thì đồng tình, người thì không đồng tình, người thì bảo là A, người thì bảo là B, người thì bảo là C. Nhưng mà tôn đi các cự là dù là A là B là C là D đi chăng nữa, dù có ai nói gì, dù ai nói ngả nói nghiêng, hoặc là dù là hiện tại bây giờ có gấp như thế nào, hoặc là dù bây giờ hiện trạng nó có ra sao, thì cứ tôn đi các cự đã, đúng không? Cứ tôn đi các cự đã, mình cứ làm đã, đúng không? Giống như ý em nói đấy, đúng không? Mình trước mắt mình tạm thời mình cứ làm đi đã, nhưng mà mình phải hiểu cái situation của nó là cái cách sử dụng của nó, cái là cho dù nó có rất là nhiều các cái hoàn cảnh mà nó đang xảy ra, có cái dù A dù B dù C đi chăng nữa, nhưng mà tạm thời bỏ qua đấy. Tôi đi các cửa đây là kiểu tạm thời bỏ qua những cái thứ đó và mình hãy cứ thử làm đi xem sao đã, đúng không? Thì đây là tonika kuzibun karai ichiban tôi mono sozo shite, có là có thể có những cái người nói rằng là đấy chỉ là tưởng tượng thôi, đúng không? Đó chỉ là tưởng tượng thôi thì cần gì phải làm gì, cần gì phải suy nghĩ về những cái mà kiểu nó không, nó xa rời thực tế, nó như thế, đúng không? Thì là nhưng mà mình cứ thử làm xem đã, đúng không? Cứ thử đi xem đã. Sona koto ichinichi ippun yattara donna jibun ni kawatte iku daro. Nếu mà mình cứ thử làm sao mỗi phút một ngày mình thử thực hiện cái việc đấy, mình thử tưởng tượng thì mình sẽ thay liệu Donna Jivuni Kawate Kudaro. Cái từ Kawaru này mọi người thấy không? Nó không phải là cái đự mà là Kawaru là gì? Con người của mình nó sẽ tự động thay đổi khi mà mình suy nghĩ về một cái điều gì đó trong tương lai ấy. Đúng không? Khi mà mình có một cái hình ảnh hình dung ở phía trước thì mình sẽ nghĩ, khi mà mình nghĩ về nó thì tự nhiên bằng một cái hình thức nào đấy mình sẽ hướng đến nó. Cái này nó là luật hấp dẫn nha. Và cái này phải nói thật với các bạn là nó rất là khớp với lại những cái gì mà chị đã trải qua. Giờ này như các bạn biết là chị viết morning page, và thường ấy ngày xưa nhá, mình nhận thấy rằng là nếu như mà mình không viết morning page thì là mình cứ nghĩ là mình để đấy, mình không có thực hiện được. Nhưng mà giờ này mình nhận thấy rất là rõ ràng là nếu như mà mình đã viết vào cái morning page đấy thì thường thường nhá, tự nhiên trong cái ngày hôm đấy nó sẽ tự nhiên đầu mình nó lại nghĩ về những cái điều mà mình đã viết ấy, thế là mình lại thực hiện được. Thì cái đấy nó là kiểu khi mà mình nghĩ rằng là mình sẽ làm cái gì đó thì là mình sẽ tự nhiên mình trong cái ngày hôm đấy khi mà mình viết ra rồi ấy, như kiểu cái ký ức của mình nó được ăn sâu thêm một tí ấy, thì mình sẽ làm được cái việc đấy, mình sẽ tự nhận diện được cái việc là à mình tự nhiên thôi nhá, mình cũng không 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 cố tình là phải làm thôi nhá, nhưng mà tự nhiên mình lại làm được. Khi mà cuối ngày mình nhìn lại mình thấy là à buổi sáng mình vừa viết là mình muốn như thế xong, mình cũng không có cần để ý nó lắm, nhưng mà đến lúc cuối ngày thì mình thấy rằng là à mình cũng làm thế được thật đấy. Thì thỉnh thoảng nó sẽ có những cái nhỏ nhỏ như thế, mình thấy rất là hay. Thì ở đây cái từ kawaru ở đây nó có ý là gì, là tự bản thân mình sẽ thay đổi ấy. Đấy thì là liệu ở đây nó verb tây cự chưa, y cự ở đây là gì, hiện tại diễn tả cái sự thay đổi trong tương lai, đúng không? Thì là liệu thì bản thân bạn sẽ thay đổi như thế nào đấy. Sona jibun ga ima no jibun kara ichiban toi sonzai kamoshirenai kara sona jibun wo sozo shite miyo, là mình hãy thử tưởng tượng ra một bản thân như vậy. Bởi vì là gì? Bởi vì thường thường những cái gì mà mình tưởng tượng ra thì nó cũng chính là những cái mà mình mong muốn ấy. Ý của cái câu này là như thế. Sona jibun ga ima no jibun kara ichiban toi sonzai kamoshirenai kara, bởi vì là câu này dịch phân tích kỹ một tí này, bởi vì là sẽ tồn tại, đúng không? Ichiban tôi son dai là cái có thể đấy chính là cái sự tồn tại xa xôi hay là cái sự tồn tại của bản thân mình trong tương lai, đúng không? Ima no jibun kara đây là so gọi là có thể là cái sự tồn tại của mình trong tương lai so với hiện tại. Cái câu này dịch tiếng Nhật thì nó hơi hơi lằng ngoằng, nhưng mà chỉ đơn giản nó là gì, là bởi vì đó có thể là cái sự tồn tại của đấy, là cái điều mà mình mong muốn ấy, và mình chưa thực hiện được ấy, thì khi mà mình tưởng tượng về nó thì là mình sẽ có thể kawaru được đấy. Thì ý cái câu này là như vậy. Sona jibun ga, sona jibun ở đây là cái từ sona này là đại từ chỉ thị, nó sẽ thay thế cho cái câu đằng trước. Cái câu đằng trước ở đây là cái sona ở đây nó chính là cái gì, là sona jibun, đúng không? Sona jibun là cái jibun ga kawaru này này. Cái di bưng gá cao hóa đự này thì nó được thực hiện bởi cái việc là mình suy nghĩ về những cái điều trong tương lai, đúng không? Thì là những cái điều, những bản thân trong tương lai như thế, cái bạn một bản thân như thế có thể chính là cái sự tồn tại của mình, có là cái sự mong muốn của mình ấy.
trong tương lai, có thể hiện tại mình chưa làm được nhưng mà mình đang mong muốn như thế và nó có thể là cái điều mà mình đang ấp ủ, nên là hãy thử tưởng tượng về một bản thân như thế. Thì ở đây mình dịch là gì? Bởi có thể sẽ tồn tại một bản thân hoàn toàn khác xa so với bản thân của mình hiện tại, là mình đang mong muốn thế mà. Nên là bạn hãy thử tưởng tượng về một phiên bản của một bản thân như thế. Đấy thì chính là cái bài mà bài này, thì cái câu cuối cùng này là cái câu mà chị thích nhất. Cái câu cuối cùng này là cái câu mà chị thích nhất. Là thực ra ngày xưa cũng ít khi tưởng tượng lắm, mình tưởng tượng nghĩ nó khó ấy. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng một tí mỗi ngày, thì là cũng như mình đang muốn cái gì, mình muốn làm cái gì ấy, thì mình cũng hay tưởng tượng là mình có thực sự mình muốn thế hay không, nếu mà mình muốn thì mình muốn như thế nào. Thì là mình cứ thử tưởng tượng một bản thân trong tương lai để mà gọi là tạo thêm động lực cho bản thân mỗi ngày ấy. Thì đây là những cái từ mới này thì có ở trong sách rồi nha. Đấy. Rồi. Thì còn bạn nào thích cái câu nào trong trong này mà muốn phát biểu nữa không? Trong bài này có bạn nào thích cái câu nào nữa không? Đến đây có ai hỏi gì không? Hoặc là thấy cái đoạn dịch nó khó hiểu cái gì không? Hoặc là thấy cái đọc cái bài đấy mà mình thấy khó hiểu gì không? Có ai hỏi gì không? Ok, nếu không ai hỏi thì mình đi tiếp nhé. Rồi thì bây giờ quay trở lại các ai chat thì người ta. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay trở lại các cái ngữ pháp ở trong bài. Ngữ pháp đầu tiên là verb ta đi sử dụng. Trong bài này nó chính là cái đoạn mà mình vừa dịch đấy. Đúng không? Là khi mà mình gọi là gì, làm cho trái tim được sải cánh đấy, hoặc là làm cho trái tim được bay bổng đấy, được sải cánh bay bổng, thì là mình sẽ trở nên tự do này, verb ta đi một này, được chưa? Mình sẽ trở nên tự do này, rồi mình sẽ trở nên là mình có nhiều những cái phát hiện, phát kiến này, rồi mình trở nên mềm mại rồi nhẹ nhõm hơn này, đúng không? Thì cái verb ta đi này nghĩa của nó là liệt kê và đưa ra ví dụ. Rồi cái ngữ pháp này mà không dùng trong cuộc sống hàng ngày thì gọi là đi đầu đất luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó sẽ có một số điểm mà các bạn hay nhầm. Thứ nhất này, các bạn nhìn thì cái dấu bắt sự ở đây có nghĩa là sai. Ok, ma rự ở đây có nghĩa là đúng. Rồi bây giờ mình sẽ phân. Chị khó di chuyển màn hình rồi đúng không ạ? Tại vì hiện tại màn hình của em chỉ hiện một cái. Bạn thích ý nào nhất trong bài, câu nào bạn thích nhất, từ mới bạn sẽ vận dụng Ok. ra sao? Thế để chị tắt lại, chị chia sẻ lại nhé. Ok, các bạn nhìn thấy cái machigai ga okata kaso này chưa? Chúng mình nhìn thấy chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Thì ở đây này, verb ta đi là thứ nhất là người ta sẽ đưa ra những cái liệt kê và cái ví dụ. Đưa ra liệt kê và ví dụ. Và thường nó sẽ là sự lặp đi lặp lại khoảng 2 lần là phù hợp. Và kết thúc câu thì bao giờ cũng phải có simat. Đấy là cái quy tắc đầu tiên. Giống như này này, verb ta đi thì kết thúc nó phải là sư rự, phải là simas, chứ không có quyền là verb ta đi des, hoặc là verb ta đi gì đó. Đây này, bắt buộc phải có cái từ simas xạ đằng sau nhé, hoặc là simas ở đằng sau thì mới là đúng nhá. Nhưng mà ở đây này, cái câu đầu tiên này này, nó là gì? Khi mà có verb ta đi thì bắt buộc nó phải có ít nhất là hai cái ta đi trở lên, chứ không bao giờ có cái chuyện verb ta đi xong là simas xạ đằng sau. Mà mình phải chuyển là Sukudai o study shimashita thì là mới đúng. Đấy thì mọi người chú ý cái này. Là gì? Ngày hôm qua làm sao? Tôi học để thi này, đúng không? Học để thi rồi làm bài tập các kiểu, rồi đưa ra các cái ví dụ. Thì ngoài cái việc học để thi rồi ngoài cái việc làm bài tập ra thì tôi còn làm việc A, việc B, việc C nữa. Nhưng người ta chỉ đưa ra hai cái ví dụ để liệt kê ra cái công việc của họ ngày hôm qua thôi, đúng không? Chứ không phải là tất cả. Đây ở đây ý là đưa ra liệt kê và đưa ra ví dụ thôi, chứ không phải là toàn bộ. Và đây là hai cái hành động chính của họ ngày hôm qua. Đấy thì là Kino wa testo no benkyo study,
Sukurai o study shimashita. Và nhớ shitari shimashita chứ không được shitari rồi shimashita như câu trên. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này. Cái thứ hai là nếu như mà các bạn muốn dùng một tari thôi ấy thì các bạn sẽ dùng như thế này. Là senshu yuenchi e itari shimashita thì mới đúng. Còn nếu mà bạn đã itari xong là gì gì đó thì shimas thì là không được, phải itari shimashita, đọc một cái tari không thì kết hợp luôn này là itari shimashita, này là một cái cấu trúc ngữ pháp luôn và nó cũng là để miêu tả liệt kê. Là cứ là tuần trước tôi đã đi UNG đúng không? Thì cái UNG này nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Cũng là trong UNG đấy nó có thể là có đi cầu cao tốc, rồi đi bơi, rồi đi leo núi hoặc là gì đấy trong cái đấy, đúng không? Họ đi dã ngoại hoặc là đi đấy, thì trong đấy họ có thể đi rất là nhiều thứ. Nhưng mà họ đưa ra một cái ví dụ là UNG là cái nổi bật thôi, đúng không? Senshu UNG itari shimashita thì nó chính là cái ngữ pháp này để đưa ra cái ví dụ để thực hiện nó. Đấy, thì khi mà mình dùng nhiều cái tà đi quá thì cũng không được. Có là mình chỉ nên dùng tối đa là 2 thôi. Còn nhiều lắm ấy, thì là 3 thôi, còn không ai người ta để đến 4 5 6 cái như là cái trên này mà người ta chỉ dùng cái một, ít nhất là 1, đúng không? Ít nhất là 1. Nhưng nhiều nhất là 3, nhưng mà thường thường là 2 là đẹp nhất. Đấy thì mọi người để ý cái này nhá. Rất nhầm luôn, rất là hay nhầm luôn. Đặc biệt nhầm cái đầu tiên này này. Cứ benkyo study sukudai o là shimashita luôn mà phải là sukudai o study shimashita. Đấy thì bây giờ với cái ngữ pháp verb study đấy mình sẽ thử chuyển ngữ các cái câu này. Thứ nhất này, bạn thường hay làm gì vào ngày nghỉ? Cái câu này thì chưa có suất tà đi nhá, nhưng mà mình sẽ dịch cái câu này như thế nào. Bạn thường hay làm gì vào ngày nghỉ? Ngày nghỉ là gì? Yasumi no hi, nani o yattemasu ka? Yasumi no hi, ok. Yasumi no hi là sổ kêu. Ai chiêu kêu hộ chị? Kyujitsu. Gì? Kyujitsu. Kyujitsu, đúng rồi. Hoặc là ngày nghỉ hoặc là cuối tuần đúng không, hoặc là kyujitsu hoặc là shimatsu cũng được đấy, mấy cái từ đấy. Rồi bạn thường làm gì vào ngày nghỉ? Bạn thường làm gì thì các bạn để là gì? Em thì em hay dùng shitemasu ka. Shitemasu ka là ok rồi, shitemasu là cá là ok, nhưng mà bạn thường cái từ thường này. Tsune ni nani o shitemasu ka? Tsune ni chưa này ní thì nó hơi gì nhỉ, nó hơi văn vẻ. Có bạn nào có từ khác không? Bạn thường hay làm gì vào ngày nghỉ? Fudan nani o shitemasu ka? Đúng rồi, fudan, chính xác. Fudan hoặc là gì nữa, còn từ nào nữa khác không? Itsumo đúng chị? Đúng rồi, cái từ itsumo của bạn nào, chắc của bạn nào đấy. Ngày bạn đấy ngày xưa có tham gia cái gì shadowing của chị ông ta chắc không, đúng không? Thì ở đây trong cái câu này thì người Nhật, cái câu này là chị lấy luôn cái câu mà cái cô người Nhật đấy, cái bạn người Nhật đấy, bạn ấy hỏi chị là cuối tuần bạn làm gì, nhưng mà mình có thể thêm vào các cái ý lúc chị vừa nói nhá. Kyujitsu nani o shite, lúc đấy bạn dùng là nani o shite masu ka đúng không, mình có thể là kyujitsu hoặc là mình sẽ nói là kyujitsu fudan này, hoặc là kyujitsu itsumo kyujitsu nani o shite masu ka. Nhưng mà khi mà mình có ở đây bạn ấy, bạn người Nhật này, bạn dùng thêm một cái đó là sugo shimasu ka. Cái từ un này này, cái từ un này chỉ dùng cho bạn bè thôi nha các bạn, cái từ un này không nên dùng với lại cấp trên nha. Cái từ un này nó hơi xuồng xã một tí, tại vì là cái câu này là cái bạn người Nhật bạn ấy hỏi chị lúc chat ấy, nên là bạn ấy đang muốn đi chơi đấy, nên là bạn ấy hỏi chị là mày làm gì tao đi chơi cùng đấy, thì là mới có cái từ un này. Còn bình thường thì các bạn ít khi dùng cái từ un với cấp trên. Nếu mà các mối quan hệ thân thiết thì không sao, nhưng mà nếu mà quan hệ mà không thân thiết lắm thì bỏ cái từ un này đi. Đấy, sugo shimasu ka, ở đây là sugo sự. Tại sao lại dùng sugo sự? Sugo sự này nó giống như kiểu là gì? Trải qua một ngày đúng không? Đấy thì là thường thường bạn
thường hay bạn hay làm gì vào ngày nghỉ, bạn hãy bạn thường hay làm gì để mà gọi là gì để mà tận hưởng hoặc là để mà trải qua cái ngày cuối tuần ấy đúng không, để cho hết cái ngày cuối tuần ấy thì đúng không, thì ý cái câu này nó là như thế. Tiếp này, tôi thường hay đọc sách rồi xem tivi, thì cái từ thường này nó chính là dùng cái từ ismố hoặc là gì đấy mà lúc đấy chị hỏi ấy. Đấy, tôi thường hay đọc sách rồi xem tivi, thì cái này ngữ pháp mình dùng gì? Tôi thường hay đọc sách rồi xem tivi. いつも本を読んだり、テレビを見たりしました。Đúng rồi, chuẩn. Đấy thì nó chính là tà đi đấy. Đúng không? Yo cử hồng yon đã đi, đúng không? Telemio. Mi tà đi. Si tê mas. Đấy. Hoặc là itsumo cũng được, hoặc là yo cử cũng được. Hoặc là fudan cũng được, đúng không? Fudan đều được, mấy cái từ đấy chị nghĩ đều được hết. Tiếp. Câu này câu khác này. Dạo này thì cái ở đây nó là gì? Cái tà đi này, tà đi đúng không? Đấy. Dạo này trời lúc nóng lúc lạnh nên khó mặc quần áo. Ui, câu này phải nói là áp dụng thực tế hơi bị nhiều luôn. Dạo này nóng lúc thì lạnh nên khó mặc quần áo. Và nó cũng sử dụng cái ngữ pháp verb ta đi thì các bạn sẽ最近、最暑近かったり寒かったりするので、服を選ぶのに難しい感じ。no ni fuzukashi cũng chị nghĩ cũng gần đúng rồi đấy. Ở đây là cái từ nô ní thì nó sao cái máy tính của chị nó nóng thế nhỉ, cái đế này nó là cái vì em ạ, không phải là gọi là vì đấy. ý Konogoro. là mình dùng cái ngữ pháp ta đi này xong rồi mình trực tiếp đế được luôn ạ. Ờ được được được. Nếu như mà kết thúc của em là simas ấy thì mới là simas thôi. Còn đây là đế, đế là kiểu nó đã ngắt để mà ấy rồi. Nên là nếu thì là chỉ cần đế thôi là được nhá. Konogoro là dạo này đúng không? Atsukatari, samukatari de. Nó chỉ là đưa ra liệt kê và ví dụ thôi. Còn nếu mà động từ ấy thì nếu mà em kết thúc là động từ thì bắt buộc em phải là shimasu ở đằng sau. Còn đây nó là đế là kiểu người thành ngữ pháp khác rồi. Thì là vì như vậy nên là yofuku erabi ga muzukashi, nên là khó khó mặc quần áo, khó chọn quần áo. Bạn nào lúc nãy dùng cái từ erabi khá là chuẩn luôn ý. Đúng không? Đấy là chọn quần áo đấy, khó mặc quần áo đấy. Chị cố tình chị dịch là khó mặc quần áo để cho các bạn không nghĩ ra được cái từ edabi thôi. Đúng không? Còn nếu mà dịch gì nó cũng thể dịch là khó chọn quần áo để mặc. Nhưng mà mình để luôn là khó mặc quần áo cho kiểu là hack não tí. Không, nhưng mà em xin phép tí, tại vì khúc này em vẫn chưa hiểu lắm là cái ngữ pháp ta đi thì lúc nào mình cũng sẽ là ta đi sư rư, nên là em chưa có gặp cái ngữ pháp là ta đi xong rồi mình đi trực tiếp với đế chị. Thì nó có nhá. Đây này, chị sẽ để là gì nhỉ? Cái kiểu này hay dùng đấy em. Đây này, hoặc là đơn giản đấy nhá.
cái tari mà đi với suru thì là nó là suru bình thường rồi. Còn nếu như mà em có thể ghép với cái dạng là đế trong trường hợp này nhá, hoặc là em có thể nhìn thấy cái câu này không, là atsukatari samukatari no kiyon này, đúng không? Có nghĩa là bản chất cái ngữ pháp của mình nó chỉ là tari thôi, nhưng mà nếu như mà em muốn nói đến cái động từ ấy thì em phải kết thúc câu bằng shimasu. Là mọi người hay bị nhầm là kết thúc câu là verb tari des hoặc là verb tari xong là shimasu luôn. Còn nếu như mà trong trường hợp mà bình thường thì nó chỉ đơn giản là tari và em có thể ghép được với cái ngữ pháp khác bình thường. Nó phải ghép với no này, ghép với để này, hoặc với kara này nọ kia. Đây này, đế này. Đây này, atsukatari samukatari đế này, kiyon ga isogashi ne đấy nọ kia này. Vâng, em cảm ơn ạ. Đấy, cũng gặp nhiều lắm. Tiếp nha. Tiếp này, trẻ con lúc khóc lúc cười thật đáng yêu. Đấy, cái này cũng ta đi. Đấy thì cái này nó cũng sử dụng cái ngữ pháp mà mình vừa mới nói đấy. Tachiwa warattari naitari de kawaii. Đấy, đúng không? Thì nó có thể là đế. Ở đây cái câu này thì chị lấy ở đâu ấy nhỉ? Chị lấy trong cái chỗ nào ấy thì nó không có đế, nhưng mà chị nghĩ trong trường hợp này đế thì ok, không không vấn đề gì hết. Naitari warattari de kawaii desu ne. Đấy, để đưa ra các cái liệt kê ví dụ đấy, vừa lúc lúc thì khóc, lúc thì cười, đúng không? Nhưng mà cái từ khóc mới cười này thì nó chỉ là một ví dụ thôi, đúng không? Có thể trẻ con nó lúc khóc lúc cười, hoặc là lúc thì nó cáu giận, rồi lúc nó ỉa đùn, đúng không? Lúc nó tè dầm đấy, các kiểu đấy, nhưng mà nó vẫn cứ đáng yêu đấy. Thì cái nai tari watari này nó chỉ là hai cái ví dụ điển hình cho cái hành động của bọn trẻ thôi, chứ còn bọn trẻ thì nó gọi là hàng nghìn nghìn các cái hành động khác khác nhau ngoài cái việc khóc với cười đấy, thì ý của nó là như thế. Tiếp này, với những cái thứ mà không biết tôi sẽ tìm hiểu ở trên internet chẳng hạn. Đấy, thì cái từ chẳng hạn này này là cũng là đưa ra ví dụ, đúng không? Có thể là tôi tìm hiểu ở trên internet, nhưng mà cũng có thể là tôi sẽ đọc sách, hoặc là có thể tôi hỏi bạn, hoặc là hỏi thầy cô. Nhưng mà người ta đưa ra cái một cái hành động ví dụ cho cái việc là nếu như mà gặp cái điều gì đó tôi không biết thì là tôi sẽ sử dụng internet để mà tôi tìm hiểu và tôi điều tra. Thì mọi người sẽ nói thế nào? Mọi người nói đi à, không hồi mình nói một mình không. Cả nhà có bị nhanh quá không? Ai mà nhanh thì phải nói nhé, không là mất hết quyền lợi đấy. Hồi nãy em thấy là tari tari thì phải là câu cú của nó là phải suru á chị, sao em vẫn thấy có đề xử, các em vẫn hơi hoang mang cái chỗ đấy nãy em À, hiểu, nãy chị Hồng có giải thích ở ừ, đây trên này, chat. nó chính là đế này. Nếu mà chuẩn ra thì nó là như này này. Nếu như mà động từ thì nó mới là simat nha. Đây này. Nhớ, các bạn nhớ nhá, đây này. Động từ thì nó mới là simat. Giải thích thế nào ta cho nó dễ hiểu nhỉ? Động Nếu mà từ thì mình nói động từ thì vừa nãy khóc với cười cũng là động từ á chị Hồng. nhưng mà cái từ kawaii này nó có phải động từ đâu. Ừ, với lại cái này trong trường hợp này thì nó là đế, là cái ngữ pháp đế giống như lúc nãy ấy. Vì vì như thế nó đế này, này hoặc là nô đế. Bị nóng máy chậm đấy, nó như thế này thì sẽ chuẩn hơn này. Nó giống như kiểu câu này này, đây này đấy, là nóng với là lạnh nên là khó chọn quần áo này. Đấy thì là nóng với lạnh này là tính từ, đúng không? Tính từ mình cũng có thể đi với tà đi được. Còn nếu mà động từ thì bắt buộc kết thúc nó phải là shimasu. Đúng rồi. Câu hỏi hay đấy. Cái verb tà đi này nó thường miêu tả liệt kê các cái hành động, đúng không? Nếu như trong trường hợp mà em miêu tả liệt kê các hành động thì bắt buộc em phải kết thúc câu bằng shimasu. Còn nếu như mà nó là các cái tính từ thôi, thành gì đấy thôi, thì là em có thể ghép với lại các cái từ khác và nó dùng cái ngữ pháp này. Vì là A, vì là B, vì C nên nó đáng yêu này.
hoặc đây là vì nóng vì lạnh nên là khó chọn quần áo này. Thì cái ngữ pháp này là cái verb ta đi này là miêu tả liệt kê, cũng là miêu tả liệt kê nhưng mà nó không phải là theo kiểu là như cái câu trước, và nó đi với cái đế này này là thể hiện cái lý do vì là A vì là B, liệt kê các cái vì như thế và nó đáng yêu. Còn bên này là vì như thế nên là khó chọn quần áo. Ok chưa? Ok chưa nhỉ? Vẫn còn khúc mắc đúng không? Có vẻ chưa được nạt tốc cự cho lắm đúng không? Về nhà chúng mình có thể tra lại ở trên mọi người có thể tra lại ở trên trên Google nhé. Ok, đi tiếp. Thế cái câu này các bạn để là gì? Shiranai koto wa internet de shirabetari suru. Đúng rồi. Đấy thì shirabetari suru đấy nó chính là cái ngữ pháp của mình đây này. Đấy. Wakaranai koto wa internet de shirabetari Simas. Rồi, đến cái ngữ pháp thứ hai. Cái ngữ pháp thứ hai mà lúc nãy mình gặp ấy là nếu như mà bạn sống ở Tokyo nhưng mà bạn lại tưởng tượng bạn sống ở Iceland thì là do kanji daro này. Đấy, do kanji daro này, daro này, do daro này. Thì cái từ daro này nó dùng trong văn nói nhiều hơn, còn nếu mà danh văn viết lịch sự thì khi mà các bạn chat với khách hàng nhé thì bạn không dùng đà đồ mà bạn sẽ dùng là gì? Đề sổ. Đấy, đề sổ này là kính ngữ lịch sự hơn của đà đồ. Đà đồ thì kiểu xuồng xã thân mật hơn. Cái nghĩa của cái từ này dùng sẽ là bạn thấy sao, bạn nghĩ thế nào. Đấy, hoặc là không biết bạn thế nào nhỉ, kiểu là bản thân mình cũng không rõ thì là mới hỏi ý kiến của người khác ấy. Đấy, ví dụ như là mình sẽ dùng là ở trong cái câu này là gì? Do you kanji daro ka? Có nghĩa là gì? Bạn cảm thấy thế nào? Đúng không? Bạn thấy sao? Bạn thấy thế nào? Bạn cảm giác thế nào? Đấy. Ở đây là gì? Hoặc là do daro đúng không? Do daro là do kangai được daro là bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ thế nào? Đấy, dona gì đó daro. Thì là mình sẽ đi với các cái từ daro này, nó đi với một cái từ để hỏi đằng sau này, do daro này, dona de sho này, đấy daro này thì là bạn nghĩ thế nào, bạn thấy sao, không biết thế nào nhỉ, kiểu là bản thân mình cũng cảm thấy phân vân hoặc là cũng không rõ ấy, và hỏi ý kiến của người khác. Thì bây giờ mình sẽ đến một số các cái ví dụ sau này. Đây này, ví dụ như là gì, cậu có nghĩ đây là gì, kare wa anodai kaku nigo kaku suru to omou ka, đúng không? Mà cậu có nghĩ là anh ấy, đúng không? Cậu có nghĩ là anh ta, cậu có nghĩ là anh ta đỗ vào cái trường đại học đấy không? Đô đà đồ, đô đà đồ kêu là cậu mình cũng đây này. Watashi ni wa hakkiri to wakara nai, có là bản thân mình cũng không biết được là có thực sự đỗ hay không. Muzukashi, nhưng mà mình đoán là khó đó. Đấy thì là cái từ đô đào đồ này mình kiểu là không biết là thế nào nhỉ, của mình cũng phân vân và mình không rõ là nó cụ thể nó như thế nào, nhưng mà muzukashi to omo thì đấy, đô đào đồ này nó nghĩa là như thế nhá. Nghĩa thứ hai này thì chiusoku ni wa wasoku to yosoku o eraberu rashi ga, nghe nói là có thể chọn món món tây và món ta, đúng không, món tây và món ta, hay là món nhật và món âu đấy, đúng không, món Nhật và món Âu thì là đô đào đồ. Thì bạn thế nào, đúng không? Bạn thế nào ở đây có nghĩa là gì? Là bạn chọn cái nào, bạn thích cái nào? Thì là yosoku ga izanai, có là món chị nhầm rồi. Đây là món Tây chứ, có phải món ta đâu, đúng không? Đây là món Âu đúng không? Còn đây mới là món Nhật này. Đấy thì món Âu. Đấy, món Âu cũng được đấy chứ. Không có tiếng Việt.
em mono cũng được đấy chứ. Đấy. Thì là anatawado mô, thì là nghĩa của nó trong cái trường hợp này có nghĩa là bạn bạn nghĩ thế nào, bạn nghĩ sao, đúng không? Bạn chọn cái nào. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào thực tế này. Thì nhớ daro thì là dùng trong văn nói đúng không? Nhưng mà văn viết thì mình phải là dùng là desho, hoặc là cao hơn nữa mình có thể là ikaga desho ka. Đấy, như thế nào? Thì giờ mình sẽ thử chuyển ngữ các câu sau. Hiện tại tôi nghĩ là không cần, bạn thấy sao? Có nghĩa là hiện tại tôi nghĩ là không cần phải làm cái việc đó. Hiện tại tôi nghĩ không cần phải thực hiện cái việc đó. Thế bạn thấy sao? Bạn có nghĩ giống tôi không? Bạn thấy thế nào? Đúng không? Thì mình sẽ nói nào. Tadaima. Itsu yo ga nai to omoimasu ga ikaga desho ka? Ikaga desho ka? Đúng rồi, kính ngữ ikaga desho ka. Tôi nghĩ rồi, chính là cái chính xác rồi đấy, đúng không? Thì hiện tại thì là ima, đúng không? Bình thường mình sẽ dùng là ima hitsuyo ganai. Hitsuyo ganai thì nó bằng với lại fuyo. Đấy, thì cái câu này là người Nhật người ta dùng. Fuyo này nó chính là hitsuyo ganai đấy. Mình dùng hitsuyo ganai cũng được. Nếu mà muốn cho cái câu nó ngắn gọn hơn thì dùng là fuyo. Genzo thì nó bằng với lại genzai. Và hiện tại là hiện tại đây theo cái kiểu là tình trạng hiện tại thì nó sẽ là genzo. Với là với cái tình trạng hiện tại như bây giờ thì bản chất cái từ mình hay dùng là ima này hoặc là genzai đúng không, là hiện tại đúng không? Nhưng mà trong cái đoạn văn của mình mà nó có cái văn cảnh, nó có cái bối cảnh của nó, có cái câu chuyện của nó, thì ima và genzai nó chỉ đơn thuần miêu tả về mặt thời gian thôi. Còn nếu mà mình muốn nói là hiện trạng bây giờ với cái hiện trạng bây giờ thì tôi nghĩ là không cần cái việc đấy chẳng hạn, đúng không? Thì mình phải nói là chuyển thành là genzo. Đấy, thì cái này mình cũng văn viện tiếng Việt của mình nó là hiện tại, nhưng mà chuyển sang tiếng Nhật thì nó lại là genzo. Thì mọi người nhớ cái điều đó, gọi là không chỉ đơn thuần miêu tả về mặt thời gian mà nó miêu tả cái bối cảnh, miêu tả cái câu chuyện, miêu tả cái hiện trạng của cái sự vật sự việc đấy. Thì nếu như trong cái câu đấy nó miêu tả cái ý đó thì mình có thể chuyển thành là genzo. Nhưng mà thực ra mình nói genzai thì cũng không sao cả, người ta vẫn hiểu nhá. Nhưng mà mình cố gắng mình bắt chước người ta để lên một cái level mới cho cái câu nói của mình thôi. Đấy, thì là genzo fuyo ka tomo. Ở đây là ka tomo, ở đây có nghĩa là kiểu là dùng trong trường hợp nào các bạn? Kiểu là gì? Mang tính chất là kiểu không rõ ràng, không chắc chắn ấy. Hitsuyo ka tomo. Đấy, có là tôi nghĩ là chắc là không cần đâu. Đấy. Do de shou ka? Do daro ka? Ikaga de shou ka? Đúng không? Tiếp. Tôi nghĩ thì tốt hơn, bạn thấy sao? Tôi nghĩ A thì tốt hơn, bạn thấy sao? Cái từ tốt hơn đấy thì cũng dễ rồi. Có bạn nào có ý kiến gì không? Báo này có vẻ hơi khó sao ấy, thế có vẻ ít sôi động. Có khó không các bạn? Vẫn theo kịp chứ? Có khó không? Trời, trả ai trả lời buồn quá. Mẹ em trả lời luôn. Ừ, trả lời, nói tiếp đi em. Dạ. A no ga ii to omoimasu ga dou deshou ka? Đúng rồi. Ho ga ii kana. Đúng không? Cái ii to omoimasu ga đúng không? Thì nó chính là chính xác rồi. Còn đây là mấy cái câu là ka to omo với ka na to omo, đấy là kiểu là cho cái câu của mình nó mềm hơn thôi nhé. Thêm ngữ điệu. Thêm ngữ điệu cho nó mềm mại hơn thôi. Còn đối chuẩn nó vẫn là y cả y tô môi ma sợ. Y cả na tô môi ma sợ cả đô đi chỗ cả. Thì cái tự nhiên hay không thì nó chính là cái cả na này, cái cả tố này đúng không? Tự nhiên nó nằm ở cái đấy, nhưng mà có cũng được, không có cũng được, không sao. Cái này là người Nhật người ta viết thì chỉ copy paste y hệt thôi. Tiếp. Bạn giúp tôi điền công số thực tế được không? Cái công số thực tế này bạn nào làm IT thì sẽ gặp nhiều này, hoặc là bạn nào mà liên quan tới estimate thì sẽ gặp nhiều này. Cái từ công số này nó chính là cái từ gì?
bạn giúp cô tôi thì sư đúng rồi, cô sư thế đúng không, giống như kiểu bạn làm mất bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng ấy, thì nó chính là cô sư, cái số ngày số giờ số thời gian để thực hiện là cô sư đúng không. Bạn giúp tôi điền công số thực tế được không, nói tiếp đi bạn nào, nói tiếp đi nào. Số mà thực tế jisai kakata cô sư hoặc là jisai no cô sư cũng hiểu cũng ok nhá, jisai no cô sư cũng được, nhưng mà ở đây người ta cái ông này ông ấy dùng là jisai kakata cô sư là cái số công sứ số mà tốn cho nó ấy. Kinyu itarakenai desho ka, kinyu shite itarakeru desho ka. Thực ra cái này nó không chuẩn là đã đô đà đồ lắm nhưng mà nó là một cái kinh ngữ của đà đồ đê sồ này. Tiếp, ồ đã 9:15 rồi, có vẻ mình đang overload buổi ngày hôm nay khá là nhiều thứ. Tiếp nào, lại chuyển tiếp, khi tham khảo những dự án khác tôi thấy họ đang dùng ABCD, hoặc là khi tham khảo các công ty khác tôi thấy họ đang dùng ABCD, bạn thấy sao? Khi tham khảo những dự án khác, khi tham khảo các công ty khác tôi thấy ABCD, bạn thấy sao? Dịch là gì? Tham khảo là gì hả các bạn? Đúng rồi, sang cô. Thế thì ghép vào thôi. Tôi thấy họ đang dùng. Đô để sổ cả đô đà đồ đúng không? Ở đây là gì? Hokano project sang cô ní sư tốt. Nani nani wo tsukatte imasu ga dou de shou ka? Có là đưa ra sắc kết đấy, đúng không? Ví dụ như là tôi thấy công ty A người ta đang cho gọi là gì? Tôi thấy công ty A người ta đang thưởng một tháng lương vào ngày mùng 2 tháng 9 đấy, bạn thấy sao? Được không? Chả dù thế. Hokano kai sao sang cô ni suru to, đúng không? Bonus no ikagetsu ô harate imasu ga dou de shou ka? Đúng không? Đấy. Tiếp. Lần này sẽ ưu tiên tiến độ, rồi cái từ tiến độ này là gì ta? Nên tôi nghĩ Việt Nam hay Philippines làm bên nào tổng thể tiến độ bên nào nhanh hơn thì bên đó là. Bạn thấy thế nào? Đúng không? Có là ưu tiên là gì? Ưu tiên tiến độ là gì? Xin châu cự. Xin châu cự là tiến độ. Ngoài cái từ xin châu cự ra mình cũng có thể dùng trong trường hợp này, nó là schedule ấy. Có lẽ ưu tiên cái schedule ấy. Schedule ấy là schedule tiếng Việt là gì? Schedule ấy. Bình thường là mình sẽ phải lập một cái schedule cho một cái dự án nào đấy, hoặc là lập một cái schedule cho một cái gì đấy đúng không? Thì cái từ tiến độ này nó chính là schedule này. Ưu tiên tiến độ là ưu tiên rồi. Nên tôi nghĩ Việt Nam hay Philippines làm bên nào tổng thể tiến độ nhanh hơn thì bên đó làm. Bạn thấy thế nào? Bên nào nhanh hơn thì bên đấy làm.
Thì người ta càng bớt dùng các cái ố, các cái gá đi, và người ta sẽ thiên là cố gắng chuyển về nhiều nhất có thể thành dạng mệnh đề danh từ hoặc là các cái cụm danh từ dài nối với nhau. Ví dụ như đây đấy, con cai đúng không, mình sẽ là con, bình thường mình cứ hay là con cai quá rồi con cai rồi schedule rồi usenste rồi nó đê nó kia, chỉ cần là con cai schedule sai usen là nó đê Philippines cả Vietnam gen tai schedule cả hai ai. Ở lúc nãy có một cái ý nữa này, là em lúc nãy em để là gì, Philippines cả Vietnam cả gia đự đúng không, trong là gì hô gá hài ai đúng không, thì mình lúc mình nói thì là mình nói như thế thì ok, nhưng mà lúc mà mình viết thì mình sẽ cho cái câu của mình nó kire ní hơn, là mình sẽ chỉ cần để cái hài ai và cái gia đự đến một lần thôi, còn cái đoạn mà Vietnam và Philippines này mình lúc nãy mình dùng cái từ gia đự hay gì gì đấy thì mình lược bớt đi một vế đúng không, mình ghép nó lại và mình chỉ dùng một lần cái từ gia đự hai ai này thôi, thì nó sẽ là Philippines cả Vietnam gen tai schedule ga hai ai kata de yare tara i to omo no desu ga do de shou ka. Thì cái chính của mình ở đây nó là do de shou ka thôi, câu này nó hơi dài một tí, câu này hơi khó một tí thì mọi người tham khảo nhé. Ok, đến đây hỏi gì không? Các bạn khác không nói là khó hay là thế nào để còn biết này. Một là khó, hai là không theo được này, ba là nghe thì cũng tạm tạm này, bốn là em thấy cũng hay nhưng không biết làm này. Cho tí feedback tí nhỉ. Chị ơi, cái từ schedule kia nếu mà thay bằng từ nịch tê có được không hả chị? Ừ, cái từ schedule nó chính là nịch tê đấy em. Nhưng mà nếu như mà để lên kế hoạch thì người ta không dùng từ nitte, chị thấy ít lắm. Mình người ta hay dùng là schedule o tate ru chứ người ta không dùng là nitte o tate ru, mặc dù nó là một từ. Vâng. Ờ. Rồi các bạn khác có câu hỏi gì không? Trường hợp này không dùng đến tên đâu. Tiếp nào. Rồi, cái từ lúc nãy mà mình nói, cái từ fudan này này. Cái từ fudan này thì nó bằng với mainichi và bằng với lại itsumo. Vậy, bố tôi bình thường rất hiền nhưng trong công việc thì đáng sợ, kiểu là rất là ghê gớm ấy. Thì nói nào, câu này mà không nói được nữa thì còn nói câu nào, nào bình thường thì dùng luôn cái từ fudan này rồi nhá. Bố tôi bình thường rất hiền nhưng trong công việc thì đáng sợ. Bạn nào nói nào?
đâu rồi. Fudan thì xài giống như một cái chậm Fudan chichi wa fudan jasashi desu ka utoshi uto no ho ga kuwai desu. Đúng rồi. Chichi wa fudan wa yasashi ga yasashi desu ga yasashi ga shigoto no koto ni naru to shigoto dattara hoặc là shigoto no koto ni naru to khi mà công việc thì cố hỏi tiếp. Cái gì cơ? Lúc nãy mạng cô nó cũng giật giật. À bị giật à? Bây giờ ok chưa? Rồi ạ. Rồi, bình thường tôi không vận động nên đi bộ một tí là đã mệt rồi. Câu này lại càng dễ này. Câu này thì khó gì đâu. Bình thường tôi không vận động. Tôi đang ân tên. Ân tên thế này. Không. Ân tên là Ân Đô. Ân Đô. Em đang nghĩ. Phu Đan. Ân Đô xin này desu ga sanpo suru một tí ạ. À, sukoshi sanpo shite uru to tsukaremasu. Sanpo shite hoặc là sanpo đấy suru to. Ở đây là sukoshi arukuto. Cái từ sampo, sampo thì giống kiểu đi dạo nhá. Dạo. Đi dạo, còn nếu mà mình đi bộ đi làm ấy thì mình chỉ là aruku thôi, có là liên quan là phải đi bộ để đi lên công ty hoặc là phải đi bộ đi đến đâu đấy thì người ta sẽ dùng là aruku. Còn nếu không sampo là kiểu đi dạo thôi. Đấy. Vâng. Bình thường tôi không vận động. Fudan undo shinai no de sukoshi arukuto tsukarete shimau. Hơi tí đã mệt, tí đã mệt thì nó là si mau ấy, là vấp tay si mau này. Đấy. Tí đã mệt rồi, kiểu thể hiện sự mệt mỏi đấy. Rồi câu này là liên quan tới IT này. Câu này là sẽ liên quan đến IT. Hôm nay có bạn nào làm IT không? Hôm nay có bạn nào làm IT không? Nếu không thì bỏ qua để cho bạn nào về tự dịch. Đây câu này là gì, cái đoạn này ấy, nó là gì nhỉ? Nó có cái từ fudan yori này, có là nhiều hơn thường ngày ấy, tăng hơn so với thường ngày, có là truy cập vào db nhiều hơn so với thường ngày, hoặc là ví dụ như là khi mà gì nhỉ? Đăng ký một cái dịch vụ công nào đấy ở trên internet thì đến lúc mà nó mở cổng đăng ký để đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào cấp 3 hoặc là vào đại học chẳng hạn thì là mạng của mình nó sẽ bị nghẽn mạng đúng không? Thì là khi mà có quá nhiều người truy cập vào một nơi thì sẽ bị chết ấy, hoặc là bị đơ ấy. Hệ thống của mình đơ không thao tác được ấy. Thì ở đây nó chính là tăng nhiều hơn so với thường ngày. Đấy, cái truy cập vào DB nhiều hơn so với thường ngày nên là nọ kia. Thì thôi hôm nay không có bạn nào làm IT nên là bỏ qua nhá. Đấy, thì cái từ Fudan Yori này cũng hay dùng này. Thì cái từ Fudan Yori này mình sẽ áp dụng cho đời sống thường ngày. Đây, nhớ các bạn, bối cảnh ở đây là chúng ta sẽ sử dụng kính ngữ. Liệu tôi có thể sắp xếp một buổi họp với người phụ trách được không? Thường thì chúng tôi sẽ thường thì trao đổi qua email, nhưng nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Bây giờ thường là trao đổi qua email thì nói thế nào? Trao đổi qua email. Bình thường mình cứ hay nói là gửi mail thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói trao đổi qua mail. Cái từ lên lá cự, ngoài lên lá cự ra còn từ gì hay hơn không? Sodan. Sodan. Ngoài sodan ra. Yaritori. Đúng rồi, yaritori. Chuẩn. Rồi, bây giờ liệu tôi có thể sắp xếp một buổi họp với người phụ trách không? Sắp xếp một buổi họp thì là gì? Meeting. Meeting. Sắp xếp. Gì? Sette á, sette không? Sette là setting á, không được.
sắp xếp đúng rồi, chose chose buổi họp đúng không? Người phụ trách thì là tan tô rồi, liệu tôi có thể, liệu thì là gì? Đúng rồi, để số cả chuẩn. Mình nhớ mà dịch thế thì sẽ thành là gì? Meeting go chose. Bây giờ chose với ai thì là tan tô xả tô. Meeting go chose. Đúng rồi, stemo yoroshi de shou ka. Thử fudan wa? Fudan email de yaritori. Yaritori masu ga, hoặc là mail no yaritori desu ga. Nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Chọc cái xe chữ. Đấy, kiểu thế. Đúng không? Tan tô xạ ở đây kính ngữ thì nó sẽ dùng là tan tô xạ no kata to meeting ngữ hoặc là uchiase. Đúng không? Cái này nó là chose đấy, nhưng mà ở đây nó là gì? Mokeru. Đúng không? Ở đây là uchiase no ba o moke sasete morai moratte mo ii deshou ka. Thì cái này là gì? Cho phép tôi được, đúng không? Cho phép tôi được gọi là họp đấy, sắp xếp một buổi họp với lại ai đó. Cái từ chose thì dùng nhiều hơn, còn từ này là dùng người Nhật, người ta dùng cả trường hợp này nữa thì mọi người tham khảo thêm. Nhưng mà cái chính của mình đó là mà i de shou ka, đúng không? Sute mo i de shou ka, hoặc là sasete moratte mo i de shou ka, gọi là tôi, đúng không? Tôi làm cái việc đó có được không? Đúng không? Me de de yaritori fudan yaritori shite masu ga tabun chokusetsu hanashite ita hou ga yosaso. Mình sẽ hay nói là, bình thường mình hay nói là hô gái y, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói hô gái y thì nó hơi cứng một tí. Nó hơi cứng một tí. Nếu mà chuyển mềm câu hơn thì sẽ là hô gái yosaso. Gọi là đấy không phải là tôi ép anh mà tôi nghĩ là như thế. Đúng không? Kiểu cái kiểu là kiểu tôi ép anh, tôi không ép anh đâu, đúng không? Đã hô gái y thì là kiểu hơi cứng một tí, hô gà yo sa sô đấy. Tiếp. Cái câu này là đợt vừa rồi lũ lụt tăng, đúng không? Lũ lụt nên là nước tăng lên, nước sông tăng lên so với bình thường rất nhiều. Hoặc là gây gọi là tràn bờ, hoặc là tràn đê. Cái từ tràn đê các bạn biết là gì không? Tràn đê, tràn bờ ấy. Bị đê bị tràn ấy, han ran là cái từ chữ Hán nào nhỉ? Đây từ này, han ran này là tràn bờ, tràn đê. Rồi, do lũ lụt mưa lớn tuyết rơi nên, do thì là gì? Nước sông tăng lên so nhiều hơn so với bình thường. So với bình thường thì là dùng từ gì đấy? Cả nhà, so với bình thường lúc nãy vừa dùng đấy, chị mối yêu đi hả chị? Fudan, đúng rồi, Fudan yori, so với bình thường. Rồi, do lũ lụt thì là gì? Cô dươi này, lũ lụt thì là cô dươi rồi này. Mưa lớn thì là gì? Oame. Rồi tuyết rơi thì là Yuki rồi, đúng không? Do thì là cái gì? Gì? Miyori chưa? Nước sông là gì? Nước sông tăng. So với bình thường thì là Fudan Yori. Bây giờ tăng đi, tăng thì là gì? Tăng đi. Agarimasu. Agarimasu được. Cái gì tăng? Nước thì là gì? Nhưng mà nếu mà nói là nước tăng thì có ai nói là mi dự gá agarimasu không? Mà nó phải là gì?
nó phải có cái từ liều ở trong đấy, cái lượng nước đúng không? Tăng thì nó phải là tăng lượng nước chứ không phải là tăng nước. Tiếng Việt mọi người hiểu ý không? Có nghĩa là tăng, nói là nước tăng nhưng mà không phải là nước tăng mà là lượng nước tăng. Đúng không? Nên sẽ là cái lượng nước là gì? Ừ, lượng nước tăng, lượng nước của sông ngòi thì cho thêm cái từ sông ngòi trước vào. Đấy. Đây. Niote niori. Kawa sen, cái đây là kawa là sông ngòi đúng không? Cái lưu lượng sông. Ở đây cái từ này thì hơi chuyên ngành một tí, nếu mà mình nói một kiểu nôm na thì dùng cái nước lượng nước sông đúng không? Còn đây là gì? Là lưu lượng nước của sông. Thì là cái từ này tự nhiên quên cách đọc. Kasen liu, kasen liu liu kasen này. Đúng không? Còn kia là lưu lượng nước lịnh ngọng rồi. Đấy. Lưu lượng nước sông Fuda Nyori Zodai Study Hanan Sự Cô Tộc. Đấy, nước, nước tăng lên rồi tràn bờ chẳng hạn. Thì là ta đi này, sư đự, nhìn thấy chưa? Thực ra bản chất ở đây nó phải là Hanan Si Ta Đi Sư Đự Cô Tộc mới là chuẩn nhá. Biết thiếu đấy. Ok. Dễ không? Câu này dễ không? Không dễ mà. Đúng không? Đấy, verb tại đi, verb tại đi. Nhớ cái chính đó là cái Fuda Nyori này. Tăng hơn so với bình thường. Fuda Nyori ôi, Fuda Nyori gì đó. Bình thường nếu mà cái câu ví dụ của mình mà thì nó ngắn ngắn thôi, mình cũng có thể dùng được. Nhưng mà lỡ rồi cố tình để cho mọi người, cho nó dài ra để cho mọi người, để cho mọi người học được nhiều từ và học được nhiều cái cách diễn đạt khác nhau ấy. Đấy. Thì hôm nay chắc là mình sẽ dừng ở đây. Buổi sau mình sẽ làm nốt cái kanji này và cái video mà ngày hôm trước mà mình làm ấy. Thì ở đây đã có cái phần Việt sắp sẵn ở trong đây rồi. Mọi người nhắm khỏi Việt sắp mà là cái phần sắp tiếng Nhật sẵn ở trong cái video rồi. Mọi người có thể về nghe lại cái mọi người có thể về nghe lại cái video đấy nhá. Đấy, mọi người bật cái phụ đề này này. Đấy thì là cái phần phụ đề này là cái phần mà em đã chỉnh sửa rồi đấy cho mọi người nghe theo. Đấy, còn có cái từ mới nào không biết hoặc là có cái đoạn nào mà mọi người khó vẫn không hiểu ấy thì mọi người cứ post lên trên nhóm thì hỏi những người khác thì người ta sẽ chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhá. Và cùng nhau học. Hoặc là có cái chỗ nào không hiểu gì đấy thì là mọi người sẽ đấy. Và trong cái bài này nó sẽ sử dụng các cái ngữ pháp mà hôm nay mình vừa học, đó là verb ta đi này cộng với cái ngữ pháp mà hôm trước mình học ấy là verb te tamarana ấy, có là rất là thế nọ, rất là thế kia ấy. Thì ở đây trong nó có một cái đoạn là đọc xong cái quyển sách đấy thì là kiểu rất là muốn phải làm thế nọ rồi phải thế kia ấy. Đấy. Thì là mọi người nghe lại cái đoạn đấy và ôn lại hai cái ngữ pháp đó. Đấy, và buổi sau mình sẽ cùng nghe lại cái video này. Cái video này và cùng phân tích cụ thể để xem là để cùng học những cái nhỏ nhỏ ở trong đấy. Trong cái quá trình mà mình nói hoặc là mình trong cái quá trình mà mình nói thì thường thường để mà nói được một cách lưu loát và trôi chảy ấy, thì mọi người không cần nhất thiết là phải biết quá nhiều ấy, mà để mà có thể nói được ấy, thì cái chính ấy là mình sẽ cái chính mà mình nghĩ là để mà có thể nói được tốt ấy, đó là mình sẽ để ý vào những cái chi tiết và những cái tiểu tiết, bởi vì mình chỉ cần một số các cái từ vựng cơ bản thôi là mình đã có thể nói được một cách trôi chảy rồi, chứ không nhất thiết là phải đến cái level quá cao thì mình mới nói được ấy. Nên là mọi người sẽ cùng nhau để ý vào những cái nhỏ nhỏ, những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi để cho giúp cho mình nói được cái ngữ pháp
nó chuẩn hơn này, cái câu của mình nó rõ ràng, nó hạc kỳ đi hơn, thì mình sẽ có thể truyền đạt được cái ý mà mình muốn nói thôi. Ngày hôm trước mình cũng có một cái buổi nói chuyện với cô giáo người Nhật và nói rằng là thế cái mục đích của Hồng khi mà học hội thoại là gì, thì là mình có nói là mình muốn shizen ni hanase được. Thì cái cô người Nhật cô mới bảo là, thế bây giờ Hồng đang nói thì rất là tự không, thế cô mới hỏi là thế bây giờ là cái tự nhiên theo định nghĩa của bạn thì nó là thế nào là tự nhiên? Bạn muốn phải nihongo, phải nihonjin, bạn muốn được khen là giống như người Nhật hay là bạn muốn tự nhiên là theo như thế nào? Thì mình mới có trả lời là chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà có thể đạt được cái ngưỡng là giống người Nhật, bởi vì bản chất mình không phải là người Nhật, mình không sống ở Nhật từ lúc còn tấm bé. Mình học tiếng Nhật khi mà mình đã lớn và mình cũng có một cái chất máu là người Việt Nam rồi, mình không thể nào mà có thể được khen là mình nói giống người Nhật được. Kiểu gì cũng sẽ phải lơ lớ, giống như cả một cái người họ giỏi tiếng Việt đến mấy thì nó cũng lơ lớ đúng không? Thế là mình cũng có nói với cô là không phải mục tiêu của tôi hướng tới là có thể nói được giống như người Nhật, mà tôi muốn là những cái gì mà tôi nói ra ấy, thì nó đúng ngữ pháp và nó có thể giúp cho người nghe người ta hiểu được đúng ý của tôi, và tôi có thể nói được một cách liền mạch cả một câu dài. Tại vì chị có một cái điểm yếu nhé, chị có một cái điểm yếu là có, nếu như mà chị nói những cái câu mà nó ngắn ngắn ấy, khoảng tầm 2 3 câu gì đấy lặp lại 2 3 câu đấy liền nhau, thì chị nghĩ là ok, chị nghĩ là chị có thể nói được rất là trôi chảy, khoảng tầm 2 3 câu 4 5 câu trở lại thì là mình có thể nói được rất là ngon nghẹt. Nhưng mà khi mà mình muốn phát biểu một cái ý kiến gì đấy nó dài ấy, hoặc là mình nêu ra một cái ý kiến nào đấy của mình khoảng tầm 5 phút đến 10 phút là mình rất là hay bị ngắt. Và cô giáo cũng có đưa ra cho mình là mình vẫn bị hay mắc những cái lỗi như là no, hoặc là những cái ngữ pháp no này, hoặc là des này, hoặc là những cái ngữ pháp nó rất là nhỏ thôi. Có là nghe thì người ta vẫn hiểu được là mình nói gì, nhưng mà mình vẫn bị mắc những cái lỗi như rất là sơ đẳng, ví dụ như là kiểu ghép tính từ với tính từ, hoặc là ghép danh từ với danh từ, hoặc là kết thúc câu bằng des, hoặc là kết thúc câu bằng simat, hoặc là kết thúc câu mình vẫn không thể nào kết thúc câu được một cách kiểu là thật sự là ngon nghẹt. Hoặc là đầu thì mình nói kính ngữ, xong đến đoạn cuối mình lại không nói kính ngữ, hoặc là lúc ở giữa thì mình lại bị thiếu một cái từ nào đấy chẳng hạn, thì làm cho cái câu của mình tự nhiên nó không còn được 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 tự nhiên nữa. Đấy thì là em cũng, bản thân em cũng đang trên cái quá trình là học những cái điều đấy, nên là cũng hướng đến mọi người là sẽ cùng nhau để ý đến những cái chi tiết nhỏ 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 đấy, để mình không bị nhầm những cái nhỏ, thì khi mà nhìn về một cách tổng thể cộng với cái ý mà mình muốn nói nữa thì mình sẽ có thể diễn đạt được cái ý của mình, và người Nhật người ta có thể hiểu được cái ý của mình thôi. Ấy thì nó là cả một cái quá trình nhá, và bản thân mình và bản thân em cũng chưa thực sự là perfect, nên là những cái gì mà em có được, em đúc kết được thì sẽ cùng chia sẻ với mọi người, và trong cái quá trình đấy mọi người có cái gì thì cũng cùng chia sẻ với nhau để giúp cho cái việc mà mình học được từ người khác nó được tốt hơn ấy. Đấy thì đấy là cái mong muốn nhá.